Hello, Damel cá xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá trôi và cá rô phi bằng cắm tanh nha các bạn. Bài mồi này rất là nhạy nha. Chiên câu cá trôi và cá rô phi. Bài mồi này gọi là mồi bài mồi cắm tanh. Nguyên liệu rất là đơn giản và rẻ tiền. Đó. Nó chỉ có gồm có 4 nguyên liệu thôi các bạn à. Chỉ có 2 quả trứng gà, cắm tanh, cắm gà con và cắm bắp. Đó. Nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ mình xin chia sẻ trộn mồi cho các bạn luôn nha. Đầu tiên là các bạn chuẩn bị mình một cái thao như thế này. Rồi các bạn bỏ cắm bắp ra cho mình. Đây là cắm bắp còn gọi là bột bắp nha các bạn. Nè. Lên cái màu vàng rất là đẹp luôn. Các bạn đổ bắp ra. Tùy các bạn muốn câu bao nhiêu nha các bạn. Mình thì mình câu ít. Sẽ làm ít nha. Đó. Cái đây là mồi này là mồi các bạn làm xong rồi các bạn ủ 2 ngày. Xong rồi hãy đem đi câu nha. Rồi đây là cắm gà con nè. Các bạn đổ cắm con ra cho mình luôn. Coi như là cắm gà con nó chiếm hết 3 lạng và cắm bắp nó hết 2 lạng nha các bạn. Xong rồi các bạn dùng nước đun sôi nè. Chế ra cho mình. Đó, cho cắm gà với lại cắm bắp ta nó chín. Các bạn dùng muỗng nè, bạn trộn đều lên, nó cứ trộn đi, mà nó khô các bạn cứ lấy nước sôi các bạn chế vô để tạo mồi ta nó dẻo quá các bạn à, khi ta quăng mồi á nó không có bị bể mồi đó. Bạn chế thêm nước vô cho nó chín hết luôn, chín đều nha các bạn. Đảo thật là đều, trộn đều cho hai nguyên liệu chúng ta nó chín, nó dẻo lên đó sẽ ok ngay các bạn ạ. Đó. Đó, cái bắp với cái gà con của ta nó đã chín rồi các bạn nè. Nó rất là dẻo luôn nè. Nè, thấy không? Nó dẻo nhẹo luôn rồi. Đó. Rất đơn giản thôi các bạn nè. Rẻ tiền, không có tốn bao nhiêu tiền hết. Chỉ có 20 ngàn thôi. Là có ngày về mồi chúng ta câu cá trôi và có phê cá phi rồi. Chiên câu trôi phi luôn. Bao nhảy luôn. Còn mồi này thì của mình thì gọi là bao móm. Nói chung là như vậy. Tại vì mình thích khám phá những bài mồi mới nên những bài mồi này mình ít làm. Thì ngày hôm nay mình có dịp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bài mồi này. Vô cùng nhạy luôn, bao nhạy với lại cá trôi và cá rô phi luôn. Đây là gọi bài mồi cắm tanh. Đó. Mồi cắm tanh chiên câu trôi và cá rô phi. Câu xong hồ đập tự nhiên luôn, bao nhạy. Thả lại lại xuống chỉ có trôi và rô phi thôi. Rất là nhạy luôn nha các bạn. Đó, mình đã chọn nó rất là dẻo luôn rồi nè. Đó, thấy không? Nó rất là dẻo luôn rồi nè. Rất là dính tay luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái cắm tanh này vô. Cắm tanh này thì các bạn cho 2 lạng cắm tanh nha. Tại vì rất là tanh. Đó, cho 2 lạng. Bạn chế cắm tanh vô cho mình luôn. Các bạn cứ đổ 2 lạng, hơn 2 lạng là ok. Càng tanh nó càng tốt. Tại vì bây giờ nó chuyển sang qua cái mùa đông rồi. Trời rất là lạnh. Vì vậy các bạn làm mồi phải cho nó tanh hăng một chút.
Cái đó chúng ta câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn, dễ dính cá hơn, và cá nó sẽ ăn cái mồi tanh nhiều hơn là cái mùi thơm. Đây là gọi là mồi tanh, tanh chua thơm, tanh chua thôi, không có thơm, chỉ có tanh chua thôi, hai loại thôi. Ủ hai ngày lên nó hơi mùi chua chua tanh tanh là các bạn đi câu cá được rồi. Bao cho các bạn cá trôi luôn, cá trôi đỏ, cá trôi trắng và cá rô phi, thậm chí cá rô phi bự luôn á. Bạn câu mày mồi nào trúng ổ cá rô phi thì coi như là kéo về hàng ổ cá luôn đó, rất là nhiều cá, coi như là chiên hai lại nha các bạn nha, cá trôi và cá rô phi. Cái này là nhạy nhất thế giới luôn á, coi như là đơn giản mà rẻ, hiệu quả rất là bao nhạy nha các bạn, không tốn nhiều tiền đâu đó. Các bạn cứ trộn thật là đều lên như vậy là được nè. Ủ 2 ngày nha các bạn. Còn một cái nguyên liệu nữa là trứng gà. Trứng gà 2 trứng. Để chúng ta tạo cái độ kết dính lại của cái bài mồi đó các bạn nha. Tạo ta một lên một cái mồi tanh á. Tanh mà nó có vừa có tanh tanh sữa rồi có độ kết dính luôn. Rất hiệu quả nha các bạn, trứng gà này nha. Nhìn nó vậy thôi mà nó có độ dính rất cao nha. Bây giờ mình sẽ cho trứng gà vô luôn. Một trứng nè. Đây, trứng thứ hai. Rồi. Hai quả trứng gà. Các bạn cho đều lên luôn. Mình thì mình cho hai trứng thôi. Còn các bạn nào mà thích cho nhiều hơn thì càng tốt. Tại vì bây giờ nó lạnh lắm rồi. Cá nó chuyển sang qua ăn cái mùi tanh nhiều. Tanh và các bạn ủ 2 ngày lên mùi hơi chua các bạn nè. Rất là hiệu quả nha. Với lại cá trôi và cá rô phi. Đó. Hôm nay mình làm bài mồi này là chiên đặc trị hai loại thôi. Chiên hai loại câu trôi và cá rô phi thôi. Bao nhạy. Thả xuống chỉ có là rô phi với lại trôi thôi, hai loại thôi. Là nó cắn ác lắm các bạn nè. Chúng bạn câu mà chúng bày nó rồi á, dính liên tục luôn. Dính khó ngừng nghỉ luôn các bạn nè. Đó, với lại cái bài mồi này bạn ủ một tuần cũng được. Đó. Còn bạn ủ bao lâu thì thích. Tại vì bài mồi này là gọi là mồi cắm tanh. Chiên câu trôi và rô phi nên nó đơn giản và rất là rẻ. Tại vì hai loại cá này cũng rất là dễ câu và có thể câu được cá chấm, chấm trắng ha các bạn à. Đó. Thì lần đầu tiên mình đi câu cá thì mình đã câu bằng bài mồi này lên rất nhiều cá trôi và cá rô phi. Đó, đặc trị luôn các bạn à, chiên luôn. Khi mình xách giỏ cá lên chỉ có hai loại thôi. Chỉ có trôi và cá rô phi thôi, không có loại khác. Đó. Câu mình câu ở hồ tự nhiên các bạn nha. Đó, rất là nhạy với lại cái bài mồi này luôn. Cái chi phí nó rất là rẻ mà nó hiệu quả của nó rất là cao, cực kỳ luôn. Các bạn mà câu mà trúng bầy của nó rồi thì tha hồ cho các bạn kéo cá thoải mái luôn các bạn nha. Đó. Rất là rẻ luôn nha các bạn. Đó, xong rồi bây giờ các bạn bây giờ ủ mồi nha các bạn nha. Bạn bỏ trong cái bịch như thế này nè. Đó. Các bạn lấy mồi trong tay ra. Bỏ vô trong cái bịch này. Các bạn buộc kín lại. Đó. Các bạn đừng sợ mồi của chúng ta nó bị ướt nha. Các bạn đi lấy mồi để câu á, các bạn chuẩn bị cắm gà con, mua khoảng 10.000 thôi. Đó. Cứ ra ngoài đó cái bóp chung vô cái mồi ủ nè, 2 ngày nè. Ủ 2-3 ngày thì thích cho các bạn. Bạn ủ bao nhiêu ngày cũng được. Đó. Cứ ra lấy cơm gà trộn vô. Thả này xuống chỉ có trôi và cá rô phi thôi. Chiên đặc trị luôn. Mình đảm bảo không lên cá không lấy tiền mà các bạn. Đó. Bạn nào không tin cứ làm thử nha. Mình đảm bảo các bạn cái mồi này lên hai lại cá trôi và cá rô phi luôn. Đặc trị hai lại luôn. Đó. Các bạn buộc kính lại. Thì các bạn kiếm thêm một cái bịch nữa. Thì một cái bịch này thì nó vừa không đủ ủ cho mồi chúng ta kín đáo đâu. Nó sẽ bị hở á. Bị hở thì chẳng tới mồi chúng ta sẽ không được có được tốt. Thì các bạn kiếm thêm một bịch nữa mà ủ lại nữa. Tới mồi chúng ta nó sẽ được tốt và hiệu quả luôn. Mình thấy không? Rẻ tiền chỉ có 20.000 thôi. Đã có ngay một bầy mồi câu cá trôi rô phi bao nhạy nhất thế giới luôn. Đảm bảo bạn luôn, thả lại này xuống chỉ có trôi và rô phi ăn cắn thôi, không có loại khác nha các bạn. Đó, ok. Mình đã chia sẻ cho các bạn xong một bài mồi câu cắm tanh, chiên câu trôi và rô phi.
các bạn nếu thấy hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 người đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Đam Mê Câu Cá nha. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi xem video các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.